Rất vui là được gặp quý vị trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề. Mang chiến tranh vì nước Nga dùng chính nước Nga đánh bại nước Nga. Quý vị thân mến, mục đích thực sự của việc Ukraine tấn công vào Nga là để làm gì? Theo nhiều thuyết âm mưu, mục tiêu Ukraine tấn công Nga có thể đa dạng từ việc tạo tiếng vang, lấy tinh thần sĩ khí rồi rút, hạ nhục nước Nga, phân tán lực lượng Nga. Nhưng đối với mình, mục tiêu lớn nhất của Ukraine khi đánh vào Nga là mang chiến tranh về nước Nga, dùng chính nước Nga đánh bại nước Nga. Qua những phát ngôn của Tổng thống Ukraine và những động thái Ukraine đang làm ở lãnh thổ Nga, Ukraine không hề có ý định rút quân khỏi Nga cũng như chỉ để tạo một tiếng vang như nhiều người nghĩ. Cụ thể là Ukraine mang số lượng quân đến hơn 10.000 người, cộng thêm rất nhiều xe tăng và khí tài quân sự, công binh, cơ giới máy đào đến đây, nếu chỉ đánh và rút thì không cần phải mang nhiều như vậy. Thêm nữa trong cuộc chiến này, nếu Ukraine muốn thắng Nga thì không thể so lực trên chiến trường với vị thế cường quốc quân sự như Nga và với tiềm lực quân sự nhỏ bé như Ukraine mà phải đánh vào nội bộ để nước Nga tự đánh nước Nga chiến dịch kos đã sang ngày thứ sáu cho đến nay phía ukraine vẫn phong tỏa thông tin và tình trạng này sẽ còn kéo dài vì vậy các diễn biến trên mặt trận luôn giữ một khoảng cách nhất định hiện nay chúng ta vẫn chưa biết mục tiêu chính của người ukraine là gì tình hình sẽ tiến triển ra sao có thể khẳng định một điều ý đồ của ukraine là chiếm một vùng lãnh thổ của nga và họ sẽ giữ càng lâu càng tốt vì vậy chúng ta phải làm quen với địa hình địa danh của mặt trận mới này Tỉnh Kursk có diện tích 29.997 km2, dân số 1.098.400 người. Trong thời gian từ năm 1362 cho đến năm 1567, nó thuộc lãnh thổ của Đại công quốc Litva, mãi đến giữa thế kỷ 16 mới thuộc về Nga. Thủ phủ của tỉnh là thành phố Kursk có số dân 406.000 người. Công trình nổi tiếng nhất của tỉnh là nhà máy điện nguyên tử Khokhot để dễ theo dõi, mời bạn đọc xem các bản đồ dưới để làm quen với những tên gọi, vị trí của các địa điểm đang và sẽ xảy ra chiến sự ở đó. Một câu hỏi mà chắc nhiều người đặt ra, vì sao với nguồn lực nhỏ bé mà chúng ta thường nghe từ nhiều tháng nay, Ukraine lại liều lĩnh chơi vắng bài một mất một còn như vậy? Được biết, người Ukraine chuẩn bị chiến dịch này rất kỹ lưỡng, từng ly từng tí, từ việc sử dụng khí tài hạng nặng, một lực lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh, máy bay không người lái, các hệ thống phòng không đi theo, xe đạp phá mình, các thiết bị và đơn vị công binh. Hai tuyến phòng thủ của Nga được xây dựng trong 2,5 năm với chi phí 15 tỷ rúp trên đoạn biên giới giữa hai nước bị quân đội Ukraine chọc thủng trong vòng một ngày. Nếu chúng ta để ý, gần như tất cả các thiết bị bị hỏng hóc trong lúc giao tranh và các chiến lợi phẩm đều được Ukraine vận chuyển về phía sau. Vì vậy, tôi yên tâm là Ukraine đủ sinh lực và khí tài để mở mặt trận thứ hai trên chính nước Nga. Câu hỏi nữa, liệu Mỹ và đồng minh có biết kế hoạch này không? Chắc chắn là Mỹ biết, các điểm chính của chiến dịch chắc chắn có sự tham gia lập kế hoạch cùng với các chuyên gia Mỹ. Nhìn cách tác chiến của quân đội Ukraine trong những ngày qua, chúng ta thấy khác so với các chiến dịch hè thu Kharkiv năm 2022 hay Kherson vào tháng 11 năm 2022. Lần này, các mũi tiên phong của Ukraine được gọi là đơn vị trinh sát phá hoại đi trên các xe địa hình, vượt qua các điểm kháng cự của đối phương. Nhiệm vụ của họ là rải mìn, phá hoại cơ sở hạ tầng, trinh sát và gây ra náo loạn cho địch. Tiếp theo là các xe cơ giới chiếm các khu vực đi qua, không tập trung đánh phá các địa điểm kháng cự có công sự vững chắc, họ vượt qua và tiến liên tục về phía trước. Bước tiếp theo là các đơn vị nhỏ từ 10 cho đến 15 binh sĩ tiếp cận làm sạch và tiêu diệt những điểm kháng cự ngoan cố cuối cùng. Đến nay, Ukraine đã bắt được hơn 300 tù binh Nga. Bằng cách này, quân đội Ukraine nhanh chóng kiểm soát được khu vực rộng lớn đến hôm qua đã hơn 600 km vuông. Đó là cách đánh của Mỹ, của NATO. Các lực lượng tiếp viện của Nga bị máy bay không người lái, pháo binh hạng nặng, hai và các đơn vị phục kích đánh tan tành. Ví dụ điển hình là đoàn xe 14 chiếc ở gần thị trấn Reus, làm cho 490 quân xâm lược đi bắn muối. Hiện nay, qua 5 ngày của chiến dịch, Ukraine tập trung vào ba hướng mở rộng chính. Coranevo và Kursk. Phía đông thị trấn Sutra, còn một điểm kháng cự của Nga. Nếu không được ứng cứu từ phía Kursk thì sẽ phải đầu hàng. Nếu Ukraine làm chủ được con đường O-200 về phía Kursk và chiếm được thị trấn Elgob thì quân Nga sẽ không thể lấy lại được thị trấn Sutra. tạo điều kiện để Ukraine mở rộng lãnh thổ tạm chiếm. Mục tiêu tối thiểu của Ukraine là chiếm được các thị trấn làng mạc, như được vẽ bằng đường màu vàng thứ nhất. Ta thấy các thị trấn Corenovo, Dues là những điểm mà trong thời gian vài ngày tới, Ukraine bắt buộc phải chiếm được. Corenovo là đầu mối giao thông cực kỳ quan trọng cho Ukraine. Ở đây có trục đường sắt đi sang Ukraine. Lấy được nó, quân ta có thể giải quyết được vấn đề logic. Tận dụng tuyến đường sắt này, thị trấn Rilsk nằm trên đường quốc lộ Y38 đi đến thành phố Kuchatov với nhà máy điện nguyên tử và tiếp nữa là đến thành phố Kosh. Đây là mạch máu giao thông quan trọng nhất của Nga ở khu vực này. Gần như tất cả các di chuyển tiếp tế từ thành phố Kosh đều đi qua đây. Mục tiêu trung bình là đường màu vàng thứ hai mà tôi vẽ trên bản đồ. Mục tiêu trung bình là đường màu vàng thứ hai được vẽ trên bản đồ. Được như vậy, quân ta sẽ khống chế được tất cả các con đường trong khu vực. Bởi nhìn bản đồ địa hình chúng ta thấy, tất cả các con đường đều nằm dưới thung lũng. Nếu ta chiếm được các vị trí cao, thì quân Nga không còn có đường để đi về phía Tây, tiếp ứng hay phản công. Con đường A200 từ Sutra đến Kosh là chạy trên đồi cao. Mục tiêu maximum thì tôi chịu. Chắc chắn không phải là nhà máy điện nguyên tử, bởi với Ukraine, nó cũng phải là con bài để trao đổi hay dọa dẫm bất kỳ ai, như Nga làm từ đầu cuộc chiến ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nếu chiếm được vùng đất có cả nhà máy điện Kuchatov thì cũng rất tốt, nhưng nó không phải là mục tiêu. Người Ukraine sẽ tìm cách để kiểm soát được hai con đường r 200 và I-38. Thị trấn Sucha, Ngoài trạm trung chuyển khí đốt, còn có trạm biến áp 330 kV kết nối với nhà máy điện cos với lưới điện Ukraine và nhà máy điện Bekorod. Nó cung cấp điện cho tuyến đường sắt chạy qua thị trấn này. Chúng ta biết, Nga đang thiếu hụt nhiên liệu, diesel và xăng. Sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, nên vận chuyển đường sắt của Nga hiện nay cực kỳ quan trọng. Hiện tại, Nga đang tập trung lính nghĩa vụ và quân mới nhập ngũ, đơn vị HMAT, của Chechnya, một số tàn quân của quân nữ cùng với các thiết bị quân sự từ kho dự trữ từ các tỉnh lân cận để đưa về giữ thành phố Kosh cũng như ngăn bước tiến của quân đội Ukraine. Với số lượng và chất lượng của đám lính này, Nga không đủ để giữ đất, không nói đến chuyện phản công như mấy ông Nga vàng loa lét trên mạng. Biểu tình sẽ phải chọn có rút quân từ Ukraine về đây hay không. Nếu rút thì từ mặt trận nào? Donbass, Kharkiv hay từ miền Nam? quyết định không hề đơn giản. Theo các nguồn tin, hai tiểu đoàn lính bộ nhảy dù đã được rút khỏi vùng Kherson. Hai lữ đoàn mô tô từ Shabodisha, 38 và 64, một số tiểu đoàn hỗn hợp từ Kobyansk, một vài tiểu đoàn từ mặt trận Kharkiv, một lữ đoàn mô tô từ Belgorod, một lữ đoàn khác từ vùng Luhansk 810, và một lượng lính mới nhập ngũ từ Voronezh, nơi có trung tâm huấn luyện quân sự. Các bình luận viên quân sự của Nga cho rằng, để lấy lại vùng đất bị mất, Nga phải tập trung vào đây 200.000 lính, một con số khó tưởng tượng. Một điều đáng nói là trong chính sách xâm lược của Putin, lính Nga bỏ mạng ở Ukraine thì gia đình được bồi thường, nhưng khi bị chết trên đất mẹ Nga thì không được. Liệu sắp tới Putin sẽ thay đổi chính sách hay không? Không được bồi thường, liệu người Nga sẽ xả thân cho đất mẹ như họ thường ngạo nghễ? chiến thuật chính của nga mang lại cho họ chút hiệu quả là ban đầu họ ném bom fab kab tiếp theo là pháo kích và cuối cùng là đưa làn sóng người với sự yểm trợ của xe tăng xe bọc thép ao ạt tấn công bất chấp thiệt hại nhờ vậy mỗi tuần họ đi được vài trăm mét đất ở vùng donbass muốn lấy lại lãnh thổ vừa bị mất ở vùng Kursk, nga cũng chỉ có chiến thuật đó có điều ở đây không đơn giản ở khu vực này nga đã chuẩn bị hai tuyến phòng thủ giờ đây ukraine chỉ phải hoàn thiện thêm bằng cách thành lập các bãi mìn đào hào đắp lũy xây công sự vững chắc bố trí hệ thống phòng không các dàn hỏa tiễn pháo binh để chờ quân xâm lược nga chắc chắn việc tiếp tế logic đã được các nhà quân sự ukraine tính toán và chuẩn bị kỹ càng từ xăng dầu lương thực thực phẩm đạn dược bệnh viện giả chiến tất cả với tiêu chuẩn NATO từ phương tiện vận tải hiện đại cho đến cùng cách làm việc chắc chắn hiệu quả và chất lượng hơn nhiều lần của một quân đội nổi tiếng về tham nhũng. Chiến dịch Kosh đã đạt được những thành tựu vô cùng lớn lao, nó thay đổi cục diện chiến trường và rất có thể nó là điểm ngoặt trong cuộc chiến tranh kéo dài đã hai năm rưỡi. Với cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã làm cho toàn bộ hệ thống cầm quyền điện Kremlin run sợ, bối rối và khoảng loạn, Điều này chúng ta thấy thái độ và gương mặt của biểu tình trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Để chống lại vào ngày hôm qua, biểu tình phát động chiến dịch chống khủng bố do Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của giám đốc cơ quan này là Alexander Botnikov. Cho đến nay, đã có 76.000 người dân ở khu vực Kosh phải di tản vào sâu nước Nga. Lòng dân xáo động, hậu cần cho tập đoàn quân phía Bắc bị xáo trộn người Nga phải chứng kiến chiến tranh chết chóc, tan cửa nát nhà trên chính quê hương của mình, trên đất mẹ Nga, đất nước rộng lớn, cương quốc thế giới mà họ có trong ranh từ nhiều thế kỷ nay. Quân đội Ukraine càng ở lâu trên đất Nga, thì ngày chế độ biêu tên suy sụp đến càng nhanh. Cuộc tấn công thần tốc và quyết đoán vào lãnh thổ Nga đã vứt bỏ tất cả các lăng tranh đỏ mà Putin và Điện Kremlin bao lần vẽ. Và giờ đây chúng phải kêu gọi dư luận thế giới cũng như Hội đồng Liên Hiệp Quốc can thiệp và giúp đỡ, thật trơ trẽn và đáng xấu hổ. Chiến dịch COS được tất cả các đồng minh của Ukraine ủng hộ, từ Mỹ, NATO, EU cho đến các nguyên thủ quốc gia G7. Các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tất cả các vũ khí của họ trên lãnh thổ Nga, trừ Ajax Việc Ukraine chọn thời gian tấn công cũng không phải ngẫu nhiên. Đó là ít ngày sau khi những chiếc F-16 đầu tiên bay trên bầu trời Ukraine là lúc Tổng thống Biden tuyên bố ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc chiến ở Ukraine sau khi ông từ bỏ chạy đua vào tòa bạch ốc. Chiến dịch Kursk cũng là một cuộc tập dược để Ukraine lập kế hoạch lấy lại bản đảo Crimea khi hạm đội khắc khải gần như không còn, các hệ thống phòng không S-300, S-400 gần như tê liệt, các sân bay bị đánh nát, các hệ thống radar mất tác dụng, tiếp tế bằng đường phà qua eo biển Kerch bị hủy diệt, cầu Crimea hầu như hết tác dụng vận chuyển. Việc đổ bộ và đánh chiếm Crimea không phải là một tương lai xa vời như cách đây vài tháng. giữa lòng căm thù và sự dũng cảm giữa một bên rất mạnh và một bên yếu giữa sự lựa chọn sự sống và cái chết giữa vinh quang và nhục nhã người Ukraine đã cho cả thế giới thấy về lòng dũng cảm và sự thông minh của dân tộc mình họ xứng đáng được tôn vinh và đáng được tôn trọng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.